Lệ Quyên và Tình Trẻ chăm tập luyện, luôn giữ được body chuẩn chỉnh, chắc 10 cái Tết. Và nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp viết: chị em ơi, sau Tết thế nào? Truyền thống sau Tết của Quyên là chắc nhẹ cái body, mọi thứ vẫn chuẩn chỉnh lắm, phòng tập mở luôn rồi. Nào theo Quyên chăm chỉ tập thôi. Đẹp hoài cũng là một cách để hạnh phúc lâu dài. Trong ảnh giọng ca giấc mơ có thật, diện bộ đồ tập màu hồng rực rỡ, khoe khéo được thân hình thon thả, vòng nào sau vòng nấy. Gương mặt mặc dù không trang điểm và làm tóc cầu kỳ của Lệ Quyên vẫn được khán giả dành nhiều lời khen ngợi bởi sự rạng rỡ thu hút. Người đẹp sinh năm 1981 khiến dân tình thích thú khi tự tin tạo dáng khoe body nuột nà. Theo chia sẻ của Lệ Quyên, body của cô sau Tết được check-in nhẹ, vẫn thon gọn chuẩn chỉnh. Kết thúc mấy ngày Tết chưa lâu, song sau nữ gốc Hà Nội nhanh chóng trở lại phòng tập. Việc người đẹp khoe dáng hào hứng tập luyện sau Tết nhận được không ít lời khen ngợi của khán giả. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối, trở thành nguồn động viên cho không ít người hâm mộ bởi năng lượng tích cực, thành quả chăm chỉ độ dáng. Với Lệ Quyên, việc đẹp theo thời gian cũng là một cách để hạnh phúc lâu dài. Bên cạnh đó, nữ chi kém 12 tuổi của Lệ Quyên là Bảo Châu cũng khiến dân tình sốt sình sịch bởi loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nam diễn viên tennis trông năng động, khỏe khoắn, trong sách đồ hiệu đắt đỏ. Trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc độ dáng. Dù công việc bận rộn đến đâu, nữ kia của Lệ Quyên vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho việc tập luyện, khiến dân tình ngưỡng mộ. Lâm Bảo Châu nhận được mưa lời khen của khán giả khi giành huy chương giải chạy 15 km đầu tiên của năm mới. Trong những ngày cuối năm 2022, nam diễn viên tennis vẫn đăng tải khoảnh khắc tập luyện với dòng chú thích: tập thành cuối năm cho cái Tết ngon lành với nội bánh chưng nào, và được nhiều khán giả đồng nghiệp khen ngợi. Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu là một trong những cặp đôi showbiz về chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, hai người khiến khán giả mê đắm, không ngại ngưỡng mộ vào những khoảnh khắc độ dáng bên nhau. Kể từ khi yêu nam diễn viên họ Lâm, giọng ca Giấc Mơ Có Thật dành nhiều thời gian cho phòng gym. Nữ hoàng phòng trà sở hữu body săn chắc và dẻo dai, một phần là nhờ được nữ kỹ thúc giục tạo động lực tập luyện. Kết quả body vàng ngọc của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu sau những ngày Tết nhận được sự quan tâm của khán giả. Từ khi trở thành một nửa của nhau, hai người không ít lần được khen là cặp đôi có tinh thần thể thao nhất nhì Vbiz. Theo đó, nhiều người khen ngợi cặp đôi bởi cách họ luôn tạo năng lượng tích cực, khuyến khích mọi người chăm chỉ tập luyện để duy trì sức khỏe đẹp mãi với thời gian. Người đẹp Lệ Quyên luôn được nhắc đến là mỹ nhân có tất cả trong tay, từ nhan sắc không tuổi, vóc dáng đáng mơ ước, sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn thăng hoa. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm làm hết sức, thụ hưởng hết mình của bản thân. Sau những phút giây làm việc cực lực, cô sẽ du lịch, mua sắm thỏa đam mê. Chưa kể dù chênh lệch 11 tuổi, nhưng mức độ tình tứ của cặp đôi chị em Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể, người đẹp không ngại ngần bày tỏ tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật anh. Ngoài những lời ngọt ngào có cánh, giọng ca sầu tím thiệp hồng còn khoe bức ảnh tình bể bình bên người thương. Cả hai còn có chuyến du lịch sang trời Tây và tung loạt khoảnh khắc hẹn hò siêu tình lên mạng xã hội. Theo đó, Lâm Bảo Châu đã có mặt trong những chuyến đi để tranh thủ hậu tống bạn gái đến một show diễn. Cũng nhờ vậy mà cặp đôi đã có một khoảng thời gian hẹn hò đáng nhớ. Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, khán giả cũng nhận ra mỗi lần sánh đôi bên nhau, cả hai càng đầu tư cho diện mạo chỉnh chu, thích đẹp kim cương. Được biết, Lệ Quyên không chỉ là cô ca sĩ sở hữu giọng hát độc đáo mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ yêu bản thân, nỗ lực mỗi ngày để đẹp hơn bất chấp tuổi tác. Bạn gái Lâm Bảo Châu không rao giảng, thay vào đó cô chứng minh bản thân cố gắng từng ngày bằng việc chăm chỉ vào phòng gym để có được vóc dáng nuột nà.